chúng ta đã thắng rồi. Giờ này nó chưa tới. 5 giây thôi mà không xuất hiện là tao thắng. 1 2 3 4 41 42 43 44 45 46. Chúng ta sắp sửa thắng rồi. Giơ tay lên coi coi các bạn ơi. Tụi nó bị điếc. 46 47 48 49 5. Tao đã thắng rồi. Có chuyện gì? Đi làm xong rồi. Tao tưởng mày sợ thua rồi mày trốn luôn. Sợ mày? Ôi giời. Tao sợ mày quá. Có gì mày? Thì đấu món cuối cùng. Mày tao nấu còn chín nữa nha cho mày biết. Ô thì tao chắc dễ nhai dễ nấu. Cái gì tao cũng chơi hết. Chắc tao dễ. Ừ. Thế mày có mà tao không có à? Thuốc men kìa. Mẹ ai ngầu hơn đây? Mày ngầu hơn, ngầu lắm. Đương nhiên. Ừ. Thế bây giờ tám mày cứ như thằng tròn thế này là hết tập ra. Rồi bây giờ đấu cái gì? Món gì tao cũng có thể chơi lại được mày mày. Được. Đấu nhau ngay đi, nói nhiều quá. Ôi giời. Cái gì đây? Ồ, món gì đấy? Cũng cái kiểu ngang ngược. Hãy đi tìm một là người mang dấu hiệu vua biển ở trong khu văn phòng mà công ty chắc chắn nhiệm hữu hạng Hải Vương để nhận được mật thư của chương trình. Chúc các bạn là may mắn. Vậy hả? Ủa là nhìn sao như thế nào? À, mày biết văn phòng công ty mày ở đâu không? Thì đây kia kìa. Không, bên này. Đầu mới giờ qua đó rồi. Đó. Cái gì kỳ thế? Ủa thằng này mất dậy. Mày mất dậy đồ vừa nha mày. Mày chơi anh Giang đúng không? Em ơi, ai giữ cái logo vô biển vậy? Ủa em anh có dán gì trên người đâu. Cái nào logo vô biển? Ôi ôi chào chị, ôi trời ơi. Ai? Chị ơi, chị em coi cái à, logo vô biển. Logo không có. Rồi không, không, em không có cái gì chị ơi. Em không có. Ở trên này ai có logo? Có logo vô biển. Không có ai gắn logo. Chào mấy anh mấy chị. Ôi. Tao gắn logo cho vô biển cái người không em? Không có ai có cả. Hải Bước không phải. Ai gắn cái logo của biển cái này không? Ai có cái đeo cái này không vậy? Có ai đeo cái này không ạ? Chết cha, không ai có cái gì là mình đúng rồi hay sao ấy? Hải Vương là logo của vua biển đúng không ạ? Ủa chết mẹ. Ôi trời ơi. Ủa cái vua biển nằm đâu chị ơi trời. Sao lại không nghe này được? Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Nhắn thì luôn. Ở đây đây đây. Ủa cái gì vậy? Thấy rồi. Oh yeah. Trời ơi cái gì vậy? Người ta phải dán lên đây chứ phải dán vào chỗ này. Yeah. Thôi được rồi. Người ta phải để vào đây chứ tại sao cái này là cái gì? Mà chỉ biết ăn cá không mà bây giờ mình tìm hiểu logo đó thế nào cả. Đây. Cảm ơn Hưng dạ với anh Hà đã đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Phương. Tôi là người giữ chương trình. Dạ. Trong hộp thư này là nhiệm vụ tiếp theo. Bạn là người giành được cái phiếu này nè. Logo đây bạn được chọn trước. Bạn hãy chọn một cái. Trời ơi. Và hoàn thành nhiệm vụ để tìm nguyên liệu cho món ăn của mình. Và nhớ là ai mà hoàn thành thử thách trước thì được một quyền ưu tiên đặc biệt. Nữa hả? Đúng rồi nè, ưu tiên nè. Là cái khác nữa hả? Ưu tiên đặc biệt khác nữa. Wow. Không, bây giờ trộn lại đi dưới đây. Cái để nó sức có đừng có đưa như vậy. Ăn gian lắm. Không. Nhận hay cầm tay trái để lừa đảo. Ồ. Vì Hương lấy được logo phương tiện nên Hương sẽ được quyền ưu tiên đọc trước và đi làm nhiệm vụ trước. Rồi. Đến công ty trách nhiệm hữu hạn Marisol Việt Nam đã tìm hiểu về dây chuyền sản xuất cá ngừ ngâm dầu. Cái gì? Sau đó đóng gói một thùng cá ngừ ngâm dầu hoàn chỉnh để hoàn thành nhiệm vụ. Marisol. Quá dễ. Mà biết cái đó là cái gì đâu? Biết công ty Marisol ở đâu chưa? Biết. Vậy là phía anh đọc đúng không?
đến công ty thủy sản Hải Long để tìm hiểu về dây chuyền sản xuất trà bông cá, sau đó đóng gói một thùng trà bông hoàn chỉnh để hoàn thành nhiệm vụ. Ô, chuyện này dễ. Vậy là anh chạy qua bên Hải Long đúng không? Đúng rồi. Ok, bye bye em nha. Dạ, chúc anh thành công. Marisol lên. Em muốn trong cái nhà máy tôi rành hết trơn luôn, các kiểu dây chuyền nào, mắc xích nào gì tôi cũng biết. Chủ hàng nó chưa tới đâu. Đi đi em qua bên chung cái gì trách nhiệm hữu hạn thủy sản Hải Long. Hồi nãy là sao với vua Hà bị thua không có lấy được cái hiệu được không? Tại vì Hà không quên đi mất là vua biển là giống như là một công ty con của công ty Hải Vương. Ấy ông bà ta thường nói một câu cứ kiếm mẹ ra con, ai ngờ đâu thua. Sắp tới chưa nhỉ? À đây sắp tới rồi, thủy sản Hải Long. À đây rồi, ô kìa. Ôi trời ơi. Trời. Má ơi. Trời ơi không biết luôn á. Em nghe. À, dạ. Anh muốn vô cái đường dây chuyền sản xuất cá ngừ nhâm dầu. Dạ. Cái này luôn hả? À, quên vào luôn. Rửa tay à. Đây sao anh sao anh sai thịt còn. Thịt còn. À bông sấy khô thịt còn. Anh muốn vào đây không hề dễ tí nào. Đây anh đang tay. Để xin vô cùng đợi. Đây. Em xin giới thiệu với cả anh Hưng. À, khúc này là khúc mình bắt đầu mình gỡ nguyên liệu và mình kiểm tra chất lượng sản phẩm, loại tạp chất. Anh ơi, cho em hỏi thăm cái chỗ mà sản xuất trà bông cá. Ở trong túi không hả? Trà bông cá ở đây. Bên nào? Đâu bên đây hả? Cảm ơn em. Ôi trời ơi, trà bông cá. Em, chỗ nào sản xuất trà bông cá vậy? Em cho anh hỏi thăm coi. Chỗ nào sản xuất trà bông cá? Dây chuyền sản xuất trà bông cá. Biết không em? À bên đó hả? Trời ơi. Bên nào? Bên đây hả? Em chào chị. Chị ơi, có phải ở đây là cái chỗ mà để đóng gói trà bông đúng không chị? Dạ vậy chị cho em vào để em lên hoàn thành cái nhiệm vụ này được không chị? Dạ, trước khi mình vào thì mình đã thay đồ rồi, mình may đánh thì vào. Dạ. Đây không có gì, còn quần áo đây không? Máy phiêu cá vào lon. Đây, xin mời dạ, vâng. Toàn bộ phiêu xong mình phải đem ra đây mình cân lại. Thiếu bỏ vào thêm. Dạ, thiếu bỏ vào thêm, dư mình bóc ra. Dầu đây hả? Đây là rót dầu anh, hệ thống rót dầu muối. Một bồn này là bồn muối và một bồn muối, một bồn dầu. À, rồi. Em cũng hay ăn cái món này lắm á, nhưng mà em chưa có biết cái cách làm như thế nào. Cái này là thiết bị rửa lon. Mình rửa lon lại lần nữa. Dạ, tại vì á, trong quá trình gắp mí là nó sẽ có dầu, nó sẽ dính ở lon. Thì sẽ qua một cái thiết bị rửa lon này, kiểm tra trên này anh. Kiểm tra nó không còn dầu nữa. Dễ sợ nha. Ăn một hộp cá qua bao nhiêu công đoạn luôn, vô cùng chất lượng và sạch sẽ. Xay cái chút xíu à các bạn, xay cái chút xíu là à. Rồi hướng dẫn cho anh ra nhá. Ok, đứng đây. À vậy đúng không? Vậy gì? Anh bôi nhiều quá rồi. Nhiều hả? Không nhiều đâu. Rồi. Đó. Đấy đúng rồi. Đó. Rồi. Thì cho tôi thấy nghe, thấy một lần là biết làm luôn á.
hướng đến một lần là rồi. Quá tuyệt vời luôn đó. Ai mà ăn mấy hộp cá này do chính ta đặt với Hương Giáng nha là sẽ hình như có trúng thưởng. Lần đầu tiên mọi người thấy Hương Giáng cá cho mọi người ăn đó nha. Cái sản phẩm này khác đó nha mọi người, sản phẩm này khác nha. Còn bùa biển là cá nguyên miếng nha. Đó nè, coi đi, coi kỹ đi nè. Tới đây nè, khác không? Khác đó. Ở trong hộp này ngon hơn, đẹp hơn nha. Đây là sản phẩm của Hương. Ai may mắn ăn được những hộp cá Hương Giáng nhãn nè, nhanh tay luôn nè. Xong rồi cái mình đem cái này đi tặng cho mọi người. Thôi cái này giống như là mình qua đi chứ mình ấy người ta ăn cắp bí quyết không được. Ủa, quà vậy trời. Chương trình kêu mình lấy một thùng thôi. Đó. Ok, bây giờ anh cần mấy này em ơi. Rồi, ok. Đó, phụ viện đó. Đúng không? Rồi. Rồi, sau khi dán xong là chuyển qua đây là mình cân. Cân nữa hả? Kiểm tra xem có đóng có bị thiếu hay không. Phải cân qua công đoạn này nữa rồi mình mới nhập kho. 10kg 2 đúng không? Đủ chưa? Đúng rồi, 10kg 2 đủ rồi anh. Chúc mừng anh Hưng đã hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ xin mời anh chuyển qua sảnh ra đây con quay để tiếp tục công việc mới. Đó là con quay đúng không? Dạ. Là một nhà máy khác nữa dạ, gì? Dạ. Rồi. Ok. Go. Có cần phải rửa tay nữa không? Dạ, không rồi. Rồi. Ôi cái chừng của tôi trời ơi. Đi đi, ra con quay. Ô tiên sư, đây. Vua biển, bạn của mình nó là vua biển rồi nó ngồi lên đây luôn này. Ôi rồi ôi hèn chi nó thắng. Chị ơi bây giờ chị cho em cái mát như thế này nữa này. À bây giờ dán vô hả chị? Rồi. Thế là dán vào đây. Rồi từ từ chị đó. Rồi, xong một hộp. Cái đời mày thắng như thế này mới được. Cái đời mày thắng, tao phải thắng mày. Đúng hả? Dragon Way, Dragon Way. Sống rồng nha, rồng biển nha. Rồng là tôi, rồng đây, rồng đây. Có rồng nha, có rồng nha. Đấy đấy, đấy. Hà ơi mày sẽ chết với tao. Mày không có con gì trên người hết cho khi tao có rồng. Rồng nha, phượng nha. Thôi dừng lại thôi. Trời ơi. Hello. Quá nhanh luôn trời ơi. Chị Hưng bị sao á? Thì em bị vẫn còn đau đó. Trời ơi, ở đây làm việc vất vả vậy hả? Chứ sao, cực lắm luôn á, mồ hôi còn kêu ướt nhẹp lưng nè. Mà Hưng làm nhanh quá vậy? Sao nhanh, cho em rành quá, nhà máy mình. Rồi Hưng nghĩ Hưng tới trước hay tới sau? Dĩ nhiên là trước. Hà đâu biết gì đâu. Đúng rồi. Đây, đây là nguyên liệu của món ăn kế tiếp nha. Vậy đó hả? Hưng sẽ phải xuống khu biệt thự An Viên để nấu món này. Trời ơi, cái gì đi vòng hoài vậy trời. Okay. Nếu mà mình hoàn thành nhiệm vụ trước đó là mình được dành một quyền ưu tiên đặc biệt á, nhớ không? Thôi nha, cái này em nghi lắm nha, cái toàn những người bị lừa, mình ưu tiên hoài vậy trời. Ủa? Sao lừa? Ưu tiên đặc biệt là cái gì ta? Cái chương trình của người ta như vậy mà đi lừa hơn. Rồi bây giờ phải đi nha. Ủa chứ không lấy quyền ưu tiên hả? Xuống đó, lấy ưu tiên hay lấy quyền ưu tiên đây? Đây, trao đây luôn. Ồ, vậy đưa đây đi. Vậy không, nãy anh Hà về trước trao ảnh rồi. Làm sao mà đi nhanh được hay em được? Không biết, về trước rồi. Đúng hả? Con đi ở đâu rồi? Sao mà nó tới nhanh hơn mình được? Không thể nào được. Hả? Cái con ngựa này. Ê! Cái gì vậy? Làm cái gì đâu mà đi nhanh vậy? Ơ? Thì tao làm thắng rồi, tao bảo đi tao ngồi cái gì đâu. Mày làm gì nhanh vậy? Tao nói thiệt luôn á, sao kỳ vậy? Có gì đâu kìa. Nhà máy nào? Bên mày làm nhà máy nào? Xì xà bông. Xà bông là Hải Long á hả? Thì đúng rồi, bên đây nè, chạy đây xí nè. Hèn gì? Dễ òm. Tao thích cái vụ mà dán mát, dán cái mặt của mày vào trong cái hộp ấy. Cái lúc mà tao thích mày á, tao dán thẳng. Nhưng mà tao ghét tao dán méo, trời thích lắm. Thank you.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 27 hộp đủ một thùng. Em đã đủ một thùng rồi chị. Đó, và Vũ Hà đã hoàn thành xong thử thách một thùng cá vua biển Trà Bông. Dạ, em đã hoàn thành nhiệm vụ ở đây rồi. Dạ. Giờ vụ cuối cùng của em là ở ngoài cái sảnh ra đường quay. Cái gì? Bây giờ em ra cái sảnh. Ra cái sảnh, ra đường quay. Ra rình quay. Thôi thì em cũng ra em hỏi thôi chứ thật tình là thân ngữ của em với chị giống nhau lắm. Cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn chị nhiều. Chúc chị nhiều sức khỏe. Rồi thì cảm ơn chị nha. Ồ, ra rình quay. Ra rình. Ra rình là cái mẹ gì vậy? Quay có nghĩa là quay tơ à? Quay tơ là nước. Vậy nào có cái sảnh có cái thùng nước à? Đúng không? Ôi, ôi, chết mẹ. Cái sảnh. Ra rình. Con rồng mà. À, đây là con rồng. Rồng phun nước. À, cái sảnh rồng phun nước. Bữa nay mình đi vô mình có để cái gì không cho mẹ. Sao bây giờ mình bấn loạn hết trơn rồi. À, đây rồi. Ôi, đây. Trời ơi, phải công nhận. Đúng nói rồi. Đây. Đây, cái sảnh. À, ủa đây là công viên mà. Ủa đây là công viên đúng không? Cái không nên là cái sảnh. Cái này là công viên. À, trong cái nhà thì là cái sảnh. Trời ơi trời ơi. À, trời ơi gặp nữa. Anh làm gì mà lâu quá vậy? Trời ơi em ơi, vô một cái phòng nó nóng rồi làm 24 hộp trà bông cá. Anh tưởng tượng đi. Anh nghĩ em tới trước hay tới sau? Với cái tính mà cẩn thận mà chậm chạp như thằng Hưng thì anh đến trước. Em gửi anh nguyên liệu để nấu món tiếp theo của anh nè. Em hãy chúc mừng anh đi. Bảo chúc anh. Đấy, thế nào em anh cũng yên thắng. Nhưng mà anh chờ chút nha. Ủa đây hở hay cho tiền lắm các bạn. Ủa, hở ra mới cho tiền. Cảm ơn em, trời ơi, tiền đó hả em? Không, anh là người tới trước. Ủa anh thắng thiệt luôn hả? Trời ơi, tụi nãy gì anh đùa. Trời ơi. Ủa mày thua à? Ơi, không phải là thua. Thì trước sau cũng vậy thôi, chỉ là nhận nguyên liệu thôi mà. Đúng không? Nhưng chưa mà có cái này là tèn thén thén. Cái này ghê gớm lắm đây. Vậy thôi bây giờ ngắn gọn, nó có là cái gì mở ra coi tiếp theo coi. Không được, cái này để bí mật chứ đưa cho mày coi này làm gì. Ơ con điên. Cái này là đồ bí mật của tao. Tao chỉ đem ra khi mà giống như là người thượng phương bảo kiếm ấy. Giơ lên là chém. Quyền ưu tiên được quyền tắt bếp đối thủ trong vòng 10 phút tại thời điểm bất kỳ. Lúc nào mà cá nó gần chín. Ừ. Mày thấy tao chơi rất là quân tử không? Thắng mà không về để làm trước. Mà đợi mày đến đây ngồi rồi đi cùng một lúc. Mày thấy chưa? Ôi, thôi. Tại vì ở đây có đồ đâu mà xin. Thế mày đọc cái này rồi à? Rõ ràng phải đọc rồi. Mở ra coi. Nó mất thú vị đi. Nhưng mà nhớ này, xong cái này đợi trời về thì ít cho ít đồ nha. Lại nữa thôi, tao lại mày đừng có ăn nhây cái đó nữa, mệt lắm. Mà khán giả cũng lạ lắm nha. Con đi ăn cũng hỏi Vũ Hà đâu. Xong rinh theo. Rồi đi đâu siêu thị mua cái này mua kia. Ủa Vũ Hà đâu? Thế mày nhận tao làm con nuôi mày đi. Lại mẹ. Bây giờ đi được chưa? Mà khỏe chưa? Đúng ăn đi nhanh nhanh đi, hết giờ rồi. Ủa thế à? Đi thì đi. Tao chờ mày đấy. Ê. Ồ, tội nghiệp chưa? Không biết giờ tao nhường mày à? Không được. Trời ơi là trời ơi, con mẹ Google. Mẹ lô tao với mày. Ôi trời ơi. Wow. Sẵn vậy đây hả? Sẵn luôn. Bắt đầu chưa? Trời. Ừ. Chào mừng hai em đã đến với trận chung kết. Nghe giọng má đâu vậy? Chị đây, mấy em gì ơi? Rồi chị ơi, nói đi, chị anh chị ơi, hết giờ chị ơi. Trong trận chung kết này, chỉ được dùng sản phẩm của vua biển. Biết rồi đây nè. Hãy tự chế biến cho mình một món ăn ngon nhất 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 nha. Chị hơi léo lưỡi tí.
Thời gian thi đấu là trong vòng 30 phút nha, hiểu chưa? Được. Hạ Vũ, ý lộn Vũ Hà, đừng quên em có quyền ưu tiên, em nhé. À, chị không nhắc là em quên, u rồi em nhớ thôi. Tao có một cái... Được chưa? Bây giờ em chơi chưa? Bình tĩnh, em gái ơi, ý nhầm, em trai ơi, khi nào dùng nhớ nói chị nha. Vâng, khi em dùng em sẽ báo cho chị biết. Thôi đừng giận chị đùa tí mà, hai em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Say me food, à thôi nói tiếng Việt luôn, tên hai món ăn của hai em là gì? Với sản phẩm được giao là cá hộp của vô biển, Hưng sẽ kết hợp cùng với thịt băm và sẽ chế biến thành món xíu mại cá với hương vị của riêng Hưng. Hết rồi ạ? Ừ. Ồ, ít thế. Với những sản phẩm mà Hà cũng được giao, cá khờ vua biển, cá hộp vua biển và trà bông vua biển. Wow, Vũ Hà sẽ chế biến thành 3 món. Để coi. Ơ? Định tám đến sáng luôn hay gì? Hai em sẵn sàng chưa? Rồi mẹ ơi. Vậy thì đừng quên ai thắng sẽ được thưởng, còn ai thua thì ha 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 sẽ bị đục. Ý nhầm bị phạt. Ôi. Hai em, nghe chị nói nè, chơi vui vẻ không quạo nha. Mày hay quạo lắm ấy nhà. Ok. Thời gian 5, 4, 3, nấu luôn đi, đếm quài mệt quá. Mình sẽ trộn chung với lại cá hộp nha. Sau khi đã bỏ ớt dầu ra, mình trộn hai thứ này chung với nhau. Rồi mình sẽ bóp nha mọi người. Bỏ ít hành vô nha, hành tím nè, lửa lên. Trong thời gian mình trộn cái này đó, cái bếp mình để không thì hơi phí. Sẽ đổ dầu ra. Cái hành tỏi cho vào thôi. Đừng để quá chín nha, nó chỉ cháy vàng đấy mọi người ạ. Rồi, vừa đủ thơm thôi. Mình sẽ dùng nước dừa. Mình sẽ dùng hai trái dừa ha. Đó, mình chờ nước nó sôi lên từ từ đi. Mình sẽ trộn tiếp nè. À, các bạn đang thấy là mình đang là sơ chế. Mình sẽ cắt thật cắt vừa hạt lựu vừa ăn. Bỏ vô đây. Đây là nho nha các bạn, cá nho xanh và trà bông. À, cá và thịt bằm. Đã hết 10 phút rồi mấy cưng ơi. Không sao. Không sao chị ơi. Mình sẽ vo nha mọi người ơi, vo vừa tầm tay nào mà gia đình mình mà ăn được, để một người có thể hai cục được. Đấy, bây giờ thì bữa hành tẩm ướp một chút xíu. Rồi, làm sốt. Wow, công phu quá nhỉ. Cái gì? Xuân đến, xuân đi, xuân tàn. Làm thơ một tí mà 5 phút nữa đã trôi qua rồi nha. Con biết mẹ, con biết rồi mẹ ơi. Vũ Hà ơi, nghe chị nè, đừng bày quên. Bà em đi, bà ơi. Đàm Vĩnh Hưng bị trừ một điểm cho chừa cái tội nhiều chuyện nha. Cho vừa, làm không lo làm. Bà mới là nói nhiều quá trời ơi trời. Lại con nói nữa, có muốn trừ điểm nữa không? Thôi để cho fan tôi chửi bà đi, khỏi cần tôi. Fan của tôi mỗi đứa một bãi nước bọt thôi. Bà nó chết chìm. Đó đó. Chơi mà hù. Trừ thêm một điểm nữa, tội sân si. Đúng. Có mình tôi à. Trời ơi. Ôi ôi, nhục nhã. Đúng, rất sân si. Không ai hiền như Vũ Hà. Chuyện đó có thật sao? Gia vị cái này nha mọi người. Tại vì mình mà bỏ xíu mại vào mấy gia vị thì thua. Mình sẽ quậy tung mà bể hết xíu mại. Mấy đứa ơi. Gió đằng nào nhỉ? Mấy này nó hay có cái màn mà nó không có gắn vô, chưa vô sao cái này. Kiểm tra bình ga dùm. Nghiệp quật em đó, Vũ Hà. Bà sao? Thấy chưa? Cái bà này bắt trở mặt mày. Ôi xin lỗi mày ham, bu cho bà. Chết rồi. Thế bơ lạc của tao đâu? Trong quần...
Con người tao nè. Trời ơi. Anh nói thấy ghê. Hê hê hê, các em đã ngửi thấy mùi chiến thắng chưa? Chiến thắng là chiến thắng, chứ không có ngửi. Em thấy mùi chiến trước rồi, mùi thắng chưa? Đây, trong lúc này thì chúng ta phải làm cái này rất là khổ sở. Đổ làm... đi. Không đổ. Đừng có điên nha. Em bắt đầu làm một cái món gọi là nước mắm. Ồ, Hà thì xuất sắc nước mắm rồi. Đấy. Nè, mình đã có sứ mại xong rồi nè mọi người ơi. Nó hư cái này của tao, trời ơi. Lại bị nghiệp quật nữa rồi. Quật ai chị ơi, quật ai chị ơi. Còn quật ai nữa ngoài Vũ Hà. Đấy. Chị Google chị ấy dở hơi lắm. Ấy mà chị ấy 5/7 lắm. Đấy. Lúc này lúc kia. À nhé. Nói chứ ủng hộ Vũ Hà hết mình chứ. Nha mọi người nha. Mọi người ơi ủng hộ Vũ Hà nha, bạn yêu của mình nha, bạn yêu ơi. Bạn yêu à. Im đi. Mày hay giả vờ lắm. Khi nước bắt đầu sôi nha, mình chuẩn bị cho vô từng viên một nè. Đó, nhẹ thôi. Mày nắp lại chờ đợi nè. Sứ mại quốc dân. Trứng rán thì cần mỡ, bắp thì cần bơ, pate thì cần bánh mì, còn em thì cần gì? Em cần chị Google im mồm. Trừ Vũ Hà, 5 điểm. Ôi ôi, dám bảo chị Google im. Sai, chị Google là phải nói vì để hướng dẫn cho mọi người. Không có chị Google là chết đấy, là mơ. Nhưng mà chị Google chả hướng, chả dẫn gì cả, toàn đâm. Trừ Vũ Hà, thêm 5 điểm nữa. Cha 10 điểm rồi. Kỷ thi. Tội thế nhỉ. Nha. Trong thời gian này rảnh nè, mình đang chờ đó. Mình sẽ dùng dưa leo, cắt dưa leo ra đúng rồi đúng. Đấy, xong rồi đấy, ôi giời ơi. Ủa? Gì? Ủa? Ủa sao này lại bỏ qua đây vậy rồi? Ôi tự đang ngồi này chứ. Ủa thế tự bỏ đâu qua. Đâu có dùng đâu, đây đâu có dùng đâu mà đó lo. Vũ Hà ơi, nghe chị nè, có muốn dùng quyền ưu tiên chưa? Chưa. Trời ơi, cái này làm cho là giống như là cho mọi người biết là cái mà sản phẩm vua biển của mày có thể là được làm được rất là cái thứ món. Ai có thời gian nhiều thì sẽ làm cái kiểu như Vũ Hà, còn ai mà không có thời gian thì có thể làm như cái kiểu của Đàm Vĩnh Hưng, chứ đâu có phải là hơn thua. À, thế mới là gọi là trí kỷ đấy chứ, mày hơn thua mày được cái gì đâu. Đúng rồi, mình xong 90% rồi đấy, có giúp gì được bạn không nhỉ? Còn 5 phút nữa. Kính thưa, cho em xin cái quyền. Ok, con dê, quyền ưu tiên được chấp nhận. Bếp của Đàm Vĩnh Hưng sẽ bị tắt ngay bây giờ. Ôi trời ơi, sao có thể ác với tôi vậy trời. Mời em trai Vũ Hà qua tắt. Tắt bao lâu? 10 phút thôi mà, a hi hi hi. Mà còn 5 phút nữa là hết giờ. Thôi ơi. Ôi, ta dở lên coi nào. Ôi, ban giám khảo mà dám ăn đồ của mày, tao gọi là mè. Ôi trời. Ôi trời ơi. Tôi có làm gì sai? Nghiệp quật chứ không phải là em không có được tắt. Không được tắt rồi, không dám mở đâu. 10 phút à. Hưng ơi, Hưng à, tuy bếp em bị tắt nhưng em vẫn có quyền phá bạn. À, vậy hả? Hà ơi. Em nói nghe nè, cái con cá này mình chiên vừa nào ăn dưa hay là phải lâu? Chưa bao giờ chiên hả? Để nói cho nghe, chiên cái con cá này á, phải chiên lâu lên nó chín, để chín nó vàng. Nè mày không sao nha, không có được ăn gian, đừng có nói tầm bậy nha. Nói thiệt ra tao, mặc dù mày có thể hại tao nhưng tao không hề hại mày được. Đúng rồi, thì con vương thần thần của mày mà. Riêng cá gợt kiếm, bản thân nó đã được ăn sống cách rất dễ dàng, rất béo và rất thơm, rất mềm, rất ngon. Nhưng khi một khối như vậy đó, mình chỉ cần làm nhẹ nhàng thôi cũng đủ chín rồi. Thôi, à cho mừng cái đĩa coi. Ôi trời ơi. Hưng ơi, Hưng à, thế có phá hay không? Hay đang hướng dẫn nấu ăn? Không, thật ra nha Hà ơi, nếu mà không vàng nó không đẹp. Thiệt mà. Cái gì đây? Cái gì đó? Sốt cam.
xuất ca mà. Không, cơm cá phải chín vàng mới đẹp được. Không, nó, tao xịu nó chín hồi nó dở. Cái gì không, nữa đấy? Nó chín vàng vàng mới ra mới nhìn mới đẹp được. Nó khác mày ơi, cái đó là mày bẫy, còn cái này mà kêu nằm bê bơ á thì làm vàng mới đẹp à? Thế thì tao lật ngửa nó lên. Ừ, vàng đi. Vũ Hà ơi, Vũ Hà à, với một người bạn tốt thế này, em có tha thứ cho bạn không? My darling, I hope. So hỏi còn bao lâu nữa thì hết giờ. So hỏi là cái gì? Cho hỏi. Còn 3 phút nữa là hết giờ. Tôi nên mở đi. Ok. Còn 9 thì con mày đấy. Thế vậy, cảm ơn Hà đã thứ. Ừ. Mình sẽ mở lưu lại cho Hà. Trời đất gọi đúng. Đã gọi là phá cơ mà. Trời ơi, các bạn thấy không? Hèn chi chiên tiên sư bố chiên mẹ chiên cả dòng họ mà con cá nó không vàng mà nó còn bảo là mày chiên như thế nó vàng nó mới đẹp. Ka Đàm Vĩnh Hưng, chị thích em. Trời. Chị Google này tính cách rất là đa dạng. Ngư mô này, có này, con này, xảo có này, lanh lợi này, thông minh và nhạy bén, biết hại người. Cảm ơn, em quá khen. Chị ơi. Kêu quài, Đàm Vĩnh Hưng bị trừ điểm. Trời đất ơi, cái gì vậy chị? Em vừa mới khen chị mà. Hồi nãy, còn nói chị gian xảo là chị không ưa em rồi. Không, cái kiểu như em ấy mà. Nhưng chị gian xảo thật. Vũ Hà tiếp tục bị trừ điểm. Còn chị điểm ơi. Nào nữa mà trừ, trời ơi. Vũ Hà âm điểm luôn. Hà ơi, nhìn qua góc máy bên tay phải kia có một chị mặc váy vừa mới hở ra đấy, không biết có xui không nhỉ? Mày nhìn mày xui, tao không nhìn thêm. Chị Google ơi, chị có con chưa nhỉ? Hỏi chi vậy trời, em muốn gì? Bởi vì là em là muốn dùng những cái này tặng chị đem về cho các con và ông xã chị dùng. Chị không nhận đâu, cảm ơn em, Thanh Kiều Vinamilk. Không, sau khi thi xong cơ. Cái này cái gì vậy? Nước mắm. Cái này xong rồi hả? Xà lách xong rồi hả? Ôi dồi ôi, lạ nha. Có à, hiểu rồi. Trà bông kiểu Vũ Hà đúng không? Dùng trà bông cá của Đàm Vĩnh Hưng về cho thêm xả vào nữa. Gia vị lạ, mắm muối. Hơi lạ đấy nha. Món ngon. Đã hết thời gian rồi mấy cưng ơi. Nhưng Vũ Hà, nhìn cái mặt là biết chưa xong rồi. Có muốn xin thêm giờ không em trai? Ủa chị Tư, chị Google quá nhân từ kìa. Xin 2 tiếng nữa. Xin, dễ thương, đáng yêu, quá à, chị cho 2 giây. Con... Thôi được rồi, chị suy nghĩ lại rồi, em sẽ có thêm 5 phút nếu em làm được trò gì đó chị thấy vui. Mệt quá đi, tao đang là sai cái món này rồi hay sao ấy. À, nó chưa có tan ra. Chị nói có nghe không hả, thế muốn có thêm 5 phút nữa không? Muốn. Thế còn chờ gì nữa nào, song ca cùng Đàm Vĩnh Hưng một bài, hỡi trái tim tình si, hồ hôn hơn. Thôi chị em không dỗi. Trừ điểm nó đi, chị ơi. Ta đã xong. Hưng nấu gì cũng lẹ, làm món nhanh, ngắn gọn, dễ hiểu. Đó. Thế giờ có hát không, hay muốn ăn đấm? Kìa, chị bảo nhà kia. Nè nè, chị chờ hơi lâu rồi đấy nha. Ủa, em tưởng chị rảnh. Chị không có rảnh nha, thế có hát hay không? Giận, dối. Hát đi. À, hát đi em nhé. Thích song ca, say la 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 la. Thế chị đang yêu cầu Vũ Hà, chị có cộng điểm cho em không? Ok em, nếu em hát hay thì chị sẽ cộng điểm. Ok. Hát đi em hai bạn. Con người đang nhắn mồi, anh giải quyết rồi. Ta 2-3 quả ta đá mày nhờ như mày. Mày chín chưa? Mày nghĩ gì vậy? 2-3. Hát đi em, hát lên những lời trái tim, để với tiếng ca bỗng nhiên ta gần nhau thêm. Có tiếng hát ai như cơn gió mát, giọt nhẹ nào là dòng suối trong veo. Mẹ, sao không biến vào đây? Như là em đang ở trong tôi đó, như tim em về ngủ trong tim tôi. Cơ xa đâu là lãng quên để nhớ thương nhuộm hồng
trái tim. Hát chung vậy thôi chứ không có ưa. Bài này cũng mới nên thôi. Tốt tốt, hát được lắm, nhưng chị không thấy hay. Chị ơi, muốn hay, mở đĩa. Chị ghim em, còn 1 phút 30 giây. Rồi. Còn 10 giây nữa là hết giờ rồi nhen. 10 nè, 9 nè, 7 nè, 8 nè, 6 nè, 5 nè. Thôi mệt quá, hết giờ. Hết giờ. À, chúc mừng luôn nha. Yeah, đấy. Đây. À, ghê vậy hả? Đó. Hai em ơi, bây giờ hai em có cảm giác như thế nào vô hả? Vô cùng hạnh phúc. Dạ, yeah, rất vui chị ơi, rất hãnh diện và hồi hộp. Hey. Vũ Hà ơi, Vũ Hà à, nếu chiến thắng em sẽ làm gì? Em á? Phần thưởng rất là đắt. Thả phấn nộ vô. Ủa sao lướt đi. Thả tim. Ôi dồi ôi, thằng này một ngày nó biết 80 cái status. Phấn nộ cho tao. Đấy, phấn nộ. Con điên rồi đấy. Úi dồi. Quảng cáo. Cây cá cảnh lướt qua đi. Lướt. Ít nào. Đít này. Mẹ mày, mày đừng đánh tao. Cười gì vậy? Bây giờ thi cửa nấu ăn kìa. Cười gì vậy? Mày Google hỏi tao là mày xem xíu tao lắm được từ bao nhiêu thưởng, tiền thưởng hay tao làm cái gì? Làm gì? Thì tao nghĩ. Nghĩ gì vậy? Nghĩ hỏi gì? Ồ, thôi. Là. Cho mày đi trước luôn đấy. Ê, đồ ăn mày ngon ghê á. Ủa tao cũng ngon nữa. Ngon mà, nhìn mày đẹp mà. Nó hơi tùm lum tà la thôi. Đâu hơi tùm lum tà la, tại vì hở là vậy thôi. Hello. Hello mọi người. Xin chào mọi người. Đây là kết quả của cuộc thi nấu ăn từ sản phẩm của Vua Biển. Hưng với Hà được quyền lựa chọn những gì mình có thể nấu nướng từ Vua Biển. Hiện đang tới Nha Trang thì Hiên chọn món truyền thống rất nổi tiếng của Nha Trang, xíu mại cá kết hợp với lại thịt băm, cá cờ sốt với cam đó. Còn đây là đặc biệt là cái món mà ai cũng ăn, ai cũng thích chơi đó, chà bông Vua Biển với xôi. Đó. Còn ở phía kia là đó là xà lách trộn trái cây. Mày một món thì người ta ăn một lần thôi và người ta sẽ không biết là có ngon hay không, hay là ngon hay không, đó là một vấn đề. Còn đây của tao tới 3 món lần, ví dụ món này có dở thì nó cái món kia nó đáp 3 món này. Đó là cái chiến lược của Hà. Khi Hà chọn 3 món vì Hà hoàn toàn không tự tin
với những món ăn mình làm ra. Không phải, không phải tự tin. Thì không được món này, vừa nói xong mọi người thấy không? Không. Món này dở thì món kia có đắp vào để thay thế liền. Còn Hưng rất tự tin vào cái khẩu vị và tay nghề sự lựa chọn của mình. Rồi mình nói nhiều quá, mọi người thử, nó nguội mất tiêu thử đi ha. Rồi xin mời mọi người. Trời ơi. Ừ, một mầm. Mọi người ơi, mọi người ăn có ngon không? Rất ngon. Ok, mọi người ơi, bây giờ là lúc chấm điểm. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hưng và Hà cũng đang rất hồi hộp, cũng lắng nghe cái ý kiến công tâm nhất của mọi người. Dạ, em mời chị. Mời chị đầu tiên, chị thích món nào ạ? Chị thích món xôi. À, cảm ơn chị. Rồi, chị. Chị thích món xôi. Rồi, em cảm ơn chị. Thích món xíu mại. Dạ, cảm ơn chị. Còn không? Con cũng thích món xíu mại. Dạ. Rồi, thích xíu mại. Ba cái xíu mại, hai cái xôi. Rồi, xin mời chị Hằng. Còn chị Hằng? Mình uống món đó mình đều thích hết. Nên chắc nếu mà cho điểm, mình cho 4 món bằng nhau. Trời đất ơi. Không sao, vẫn được. 4 món bằng nhau. À, vậy thì tính sao ta chị Google ơi? Tên tèn, người chiến thắng là Đàm Vĩnh Hưng. Ôi, ớ. À, tại vì trong ba người đó đã có một món của một cái sự lựa chọn của chị. Của là bốn. Chị Hà. À, vậy là em được 2 điểm rưỡi, còn lại được 3 điểm rưỡi á. À, đúng rồi, đúng rồi đó. Hà hay quá. Chả sao. Vũ Hà ơi. Ơi. Em có phục không nè? Phục quá. Thì thắng ấy thì cũng đã thắng rồi, không phục thì làm gì được nhau. Em chả bình thường. Cái giọng điệu kìa mọi người ơi, cái giọng điệu kìa. Thôi nếu như Hưng có thắng mà có lãnh được giải may mắn ấy, thằng Hứa sẽ chia cho Hà. Tên tèn, loa, bây giờ đến lúc công bố giải thưởng. Ồ, vậy hả chị? Người thắng sẽ có phần thưởng rất lớn. Nhưng người thua phải chịu phạt. Không, nên cười. Hình phạt sẽ đến ngay bây giờ, hãy nhắm mắt xuôi tay, ý nhầm chờ đợi. Mở mắt ra nào mọi người ơi. Wow, cái gì vậy ta? Trời ơi, cái gì vậy? Thấy chị biến ghê không? Giờ thì hãy nhìn vào khay đồ ăn. Thấy đây chị ơi, thấy rồi, khổ qua nè. Có chuối nè, có chanh nè, chao nè, wasabi nè, mắm tôm. Mắm tôm ruốc thì không biết, ớt khô nè. Đồ ăn thì cũng đã nhìn xong rồi, người thua cuộc, hãy lắng nghe. Ơi. Trong phong bì bên tay trái, hãy chọn một trong 4 mà thôi. Tay trái mà. Tay trái à? Chọn một à? Lại thì phong bì dày, quá quen. Rồi ok, trong phong bì bên tay phải, tiếp tục chọn một. Có cái nào dày hết trơn á. Hãy mở từng phong bì và đọc to lên. Ô, chuối. Rồi bây giờ hãy mở phong bì còn lại. Mùi tạt. Kaka xin mời người thua cuộc, hãy lấy chuối chấm vào mù tạt. Trời ơi, con mẹ Google điên. Ai mà ăn? Trời ơi, trời khó lắm luôn ấy, trời ơi. Trời ơi, cái gì mà ác như vậy trời. Chấm cho một trong thứ nào cũng ghê hết trơn á. Ghê lắm luôn á. Đây, chấm. Ừ, đúng. Khó lắm luôn á. Đây. Hà có muốn ăn phục giùm không? Rồi đây mình dằn vặt. À. Cái hãm đi, hãm mình ra, hãm mình ra thôi. Nói bay đâu được. Chúa trời ơi. Nước. Không có nước. Trời ơi, thôi giờ ăn đỏ miếng kẹo sô-cô-la này đi vô nha. Ừ, được, được á. Đây nè. Tao nghĩ xong ăn xong cái nhìn này xong mà tao tiêu chảy á. Cảm ơn đúng không? Vũ Hà, em thấy món này có ngon không cưng? Dạ thưa mẹ cứ thử chấm mùi tạt với chuối đi. Xong rồi ăn xong với sức cô là thì nó ngon hay không? Rất muốn giúp luôn mà, con trái một mà ăn mất tiêu luôn. Thử sao đi. Xin được chia sẻ nỗi buồn cùng người thua cuộc. Và bây giờ, ngay bây giờ sẽ là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Đàm Vĩnh Hưng ơi, em hãy chuẩn bị tinh thần nào. Món quà của em rất to và đó chính là là gì chị ơi? Hồi hộp quá đi. Không bị phạt.
là trời. Nó vừa đánh giấm luôn kìa. Ôi rồi. Ôi rồi. Thế mà còn chưa ít à? Và mày lại phạt thế mà bà kìa. Và ra... và sẽ được chiến đấu với khách mời tiếp theo. Thôi, con lại. Trời ơi. Ôi, vừa ăn qua sơ bì ăn chuối còn nghe mùi. Mẹ ơi, không được. Trời ơi, bắt đầu nói có giải thưởng mà. Không được đâu. Trời ơi, trời ơi. Vâng, vâng. Cái bò này kỳ quá. Thế có chơi nữa không? Hay chấm dứt chương trình, cắt sóng? Chị ơi, còn chưa xíu sóng đi chị. Chờ chưa sóng chị ơi. Chị ơi, người ta tặng quà cho em chị ơi. Thôi chưa, chị Google ơi, chị Google ơi. Trước khi mà cắt sóng thì em cho em xin có một đôi lời như thế này. À, vì đây một cái chương trình của Hưng làm. Có cháu tặng quà, có cháu tặng quà. Có tặng quà hả? Đời. Cảm ơn cô, trời ơi, ơi có thương. Còn hơn không? Không có còn hơn không? Mày làm thừa thôi chứ nhiều thế. Cảm ơn con rất nhiều. Chuẩn bị cắt sóng. Chưa, chị ơi, trước khi cắt sóng như thế này. Vì đây là chương trình của Đàm Vĩnh Hưng và sẽ được chiếu trên kênh YouTube của Đàm Vĩnh Hưng. Và các bạn ơi, nếu mà khách mời đào phía sau lưng của Vũ Hà mà làm tiếp theo thì các bạn phải cẩn thận nhé chưa. Khi vì quay chương trình này rất là cực và khổ. Và đặc biệt là ăn ở rất là... gọi là sao nói cho đúng, không được làm, không có được ở trong ở resort gì hết trơn á, ở nhà lầu thôi. Cho nên là các bạn khi mà đi chơi thì các bạn phải nên luôn luôn là phải cẩn thận củi lửa, vì Đàm Vĩnh Hưng không phải là một người bình thường và rất là dễ sợ. Thì lúc nào cũng vậy, nó luôn thắng, khó thua lắm. Không có đâu. Trời ơi, công tâm mọi người thấy không, quan ước cho tôi quá, quan cho tôi quá luôn á. Không, bây giờ tôi muốn lắng nghe. Tại vì tôi chưa nhớ ngày đầu tiên vô đó, ngày đầu tiên vô có một cái chị kia, chị hỏi rằng là cuộc thi này có lúc mà thắng thì sao, thì mình thấy bạn mình lúc nào cũng kẹt đau khổ, nghèo lắm. Mình mới nói rằng là mình nói cho bạn mình thôi chứ không nghĩ là giải thưởng cho mình. Đó nói là hình như là thắng có giải thưởng ấy. Chị ấy còn nói ủa không phải là cứ mỗi một tập thắng là được nhận giải hả em? Nó dạ không cần vậy đâu chị ơi, nó sẽ tốn kém lắm. Đâu phải chia ra như chị nói đúng đấy, từng tập thì phải tặng thưởng cho từng tập, nhưng bây giờ này gom vào ba tập thì nó lại giống như một cái size gì. Thì tao nghĩ rằng là tặng cho mày thôi. Nhà tao bây giờ tao phải lãnh thôi, sorry mày. Rồi không biết chị ấy còn... Ủa chị còn giữ cái lời đó không chị ơi? Cắt sóng. Cắt sóng. Sao phải sống thôi, sao phải sống nó còn sống chị ơi. Chị có muốn giải thưởng đi chị. Giờ chị nói giải đi chị ơi, có muốn giải đi chị ơi. Giải đi chị ơi. Nói nhiều quá đi, sóng chính thức hết. Trời đất ơi, bye bye mọi người hết sóng rồi kìa. Bye bye đi, chào đi mọi người. Trời ơi, sóng rồi chứ còn đầy kìa.